Bây giờ mình sẽ học về cái lớp da ứng dụng trong sản phẩm quà. Cũng nhân đây thì tôi nói là ở trên mạng nó có một cái trang web của thầy Quý Khoáng đó. Thì trên cái trang web của thầy Khoáng thì có những cái bài của thầy Khoáng mà của tôi nó nằm ở trên đó. Tôi không có trang web riêng. Thì những cái bài ở trên đó là miễn phí, các anh chị có thể lấy bài về học. Nhưng mà nên nhớ là các anh chị phải coi cái những cái bài của tôi thì nó có hai cái cập nhật. Thì đây là coi cái thời điểm viết. Ví dụ như cái này là thời điểm mà tôi cập nhật vào tháng 10 năm 15, tức là đến thời điểm tháng 10 năm 15. Còn những cái bài mà nó cũ hơn thì có những cái nó không có trúng. Như vậy thì trong cái bài này thì cái lớp da quý 1, 2 thì mình đã coi rồi. Quý 2, 3 mình đánh giá tập phát triển, ung thư cung. Rồi, cái đánh giá nguy cơ bệnh tim bẩm sinh mình đã học rồi. Thì cái thai chết lưu là một cái rất là dễ chẩn đoán anh chị. Trong làm một cái những cái chẩn đoán là thai chết lưu. Thì cái thai chết lưu thì nhìn vào một cái hình này là nếu mà các anh chị làm quen thì chẩn đoán ngay được là cái thai đây là một cái thai chết lưu. Và cái gì thấy nó có cái dấu hiệu gì, cái gì biết không? Trồng thấp sọ. Cái này nó gọi là dấu spandin. Dấu spandin thì mình gặp trong mấy trường hợp? Có phải là chỉ gặp duy nhất ở trong cái thai chết lưu không? Khi nào thì nó có một cái trồng thấp sọ sinh lý? Lúc mà em bé nó đang trên đường ra, đúng không? Khi mà nó chui qua một cái đường hẹp để nó ra thì bắt buộc cái khớp sọ nó phải chồng lại để em bé nó đi ra, thì lúc đó nó cũng có dấu hiệu chồng khớp sọ. Còn nếu mà không con trong cái tình trạng chuyển dạ mà xanh á, mà mình siêu âm trong bụng cái đầu tự do trong ổ bụng mà mình thấy dấu hiệu chồng khớp sọ thì chắc chắn là thai chết lưu. Dạ. Không cần đến màu cái gì, màu mè cho nó vui thôi, nhưng mà thấy cái hình ảnh này đã kết luận là thai chết lưu rồi. Cái này nó gọi là spandin. Cái màu này mình làm cho nó vui thì cái gì thấy khi mình giảm thăng tốc độ màu để nhận biết dòng chảy của nó đó thì nó xuất hiện cái sạo ảnh dây chuyển động. Cái này là sạo ảnh dây chuyển động chứ không phải là màu. Rồi, nhiều người tò mò là muốn coi là tim nó còn đập hay không thì nhìn đây thì cái gì thấy tim nó có vẻ đập, nhưng mà đây không phải tim đập, bởi vì tim nó đập với tần số khác. Mà cái này cái gì thấy nó nhúc nhích này là do cái động mạch trụ bụng trụ bầu nó đập ảnh hưởng đến cái bụng của cái thai nhi. Cái này là một cái thai chết lưu và không có tiền thai, và là không có tiền thai. Thì như vậy là chẩn đoán thai chết lưu rất là dễ, không cần dùng đến lớp da màu. Nói lớp da là nói cho vui thôi, chủ yếu là dựa vào cái dấu hiệu chụp khớp sọ. Nhìn ở trên 2D là thấy tim nó không tự động rồi. Một số cái bệnh lý thai nhi trừ tim thì đầu tiên là trong cái hệ thần kinh mình thấy là cái gì, cái dị dạng mà bất sản thể trai. Cái gì biết thể trai là cái gì không? Cái não thai nhi nó có hai cái bán cầu đại não hai bên. Cái thể trai là một cái mô sợi thần kinh nó kết nối giữa hai cái bán cầu đại não với nhau, đúng không? Đó gọi là cái thể trai. Thì bức xạ thể trai thì mình thấy cái gì ở trên cái mặt cắt ngang đó, tức là mặt cắt axial đó, cắt ngang qua cái não đó, thì mình sẽ thấy là cái sừng trán nó rất là hẹp và cái sừng chậm nó giãn rộng, thì nó giống như cái hình giọt nước, nó gọi là tear drop. Ở mặt cắt dọc á, tức là mặt cắt sagittal đó, thì mình sẽ thấy dấu hiệu tia nắng mặt trời. Ở mặt cắt vành á thì cái sừng trán nó biến dạng thành cánh dơi, và nếu mà người ta làm đốt đen trên mặt cánh dọc thì người ta thấy cái động mạch quanh thể trai. Bây giờ mình sẽ xem hình để nó dễ hình dung. Để biết cái bình thường thì mình phải xem cái hình bình thường. Ở lên trên lát cắt ngang này thì mình không thấy được hình ảnh trực tiếp của cái thể trai, mà mình chỉ thấy được là đây là cái sừng chẩm bình thường, nó có cái đám rối mạch mạc đây, đây là cái bát trong suốt. Rồi, ở mặt cắt coronal đó, mặt cắt vành đó, thì
cái thể chai đây là đây này, cái cấu trúc hồi âm kén và nó kết nối giữa, đây là cái rãnh lên bán cầu đại não này, và đây là cái mô thần kinh nó kết nối hai cái bán cầu đại não, thì đây chính là thể chai ở trên mặt bạch mạc. Cái nhìn thấy chưa, cái đường hồi âm kém này này kết nối với nhau, và thấy rõ nhất là trên mặt các dòng giữa thì thể chai nó giống như cái liềm hồi âm kém, nó nằm trên cái não thất, nó chạy từ trước ra sau, đây chính là cái thể chai. Rồi, và bình thường á nó có một cái động mạch quanh thể chai, nó ôm lấy ở phía trên cái thể chai, nó chạy từ trước ra sau, đó là bình thường. À, đây là một cái thể chai hoàn toàn bình thường trên nắng đen và trên màu. Dạ, đây là cái thể chai và đây là cái động mạch quanh thể chai ôm lấy. À, đây là cái hình ảnh bất thường. Cái bất thường á thì ở trên lát cắt ngang á, thì lúc này á cái sườn chậm này nó dạng rộng, nó giống như cái hình giọt nước, cái này nó gọi là tear drop hoặc là pulpocephaly. Rồi, ở trên cái mặt cắt coronal đó, mặt cắt vành á, thì cái gì thấy nó không có cái liềm hồi âm kém nó nói nè, thấy chưa? Mà mình thấy là cái não thất bên này nó thông ở đây, não thất bên nè, cái này nó gọi là hình cánh dơi hoặc là hình cái đầu của con bò tót, cái sừng của con bò tót, biến dạng hình cánh dơi chứ nó không có cái liềm thể chai. Rồi, ở các mặt các dòng giữa là hoàn toàn không thấy cái liềm hồi âm kém, và ngược lại mình sẽ thấy những cái rãnh não nó hồi tụ lại giống như đây là cái mặt trời và đây là những cái tia nắng mặt trời. Đó. Và nếu mà trên cái mặt cắt này nếu mình cho cái đốt leo vô thì mình sẽ không thấy cái động mạch quanh thể chai, hoàn toàn không có động mạch quanh thể chai, đây là cái động mạch não trước thôi, không có cái động mạch quanh thể chai. Thì như vậy là rõ ràng cái đốt leo trong trường hợp này là nói cho vui thôi chứ nó cũng không có giá trị bằng ba cái hình trắng đen ở trên trụ điện đó. Thấy chưa? Tôi nói cái gì là quan trọng nhất bằng hình trắng đen chứ không phải là màu, đúng không? Cũng phải là ba bốn chiều. Với ba cái hình ở trên này đủ để chẩn đoán đây là một cái bất xạ thể chai. Dạ. Cái phình định mạch Galen phân biệt với mang nang màng nhện, cái này là cái vai trò của đốt leo có nè. À, cái gì thấy cắt ngang một cái não, mình thấy một cái lỗ đen ở đường giữa, hai cái não này đều có cái lỗ đen ở đường giữa hết, vậy thì nó là gì? Luôn luôn khi mình thấy được lỗ đen luôn luôn phải cho cái hộp cầu, bởi vì nhiều khi nó là máu, đúng không? Nhiều khi nó là nang dịch, nang dịch thì nó không có màu, mà máu thì nó phải có màu, đúng không? Có dòng chảy phải có màu. Mình cho cái này vô là dòng chảy nó chảy quá trời ở trong này nè, thì đây là cái phình định mạch Galen, đúng không? Còn cái này mình cũng cho hộp màu vô mà không có tí màu vậy, cái màu này ngoài rìa thôi chứ ở trong này không có màu, thì đây là một cái nang màng nhện. Cái tiên lượng của nang màng nhện nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều so với cái phình định mạch Galen. Rồi, đây là một trường hợp cái định mạch Galen là nó nằm ở vị trí này nè các anh chị, đây là cái xoang dọc trên cái và đây nó nằm ở phía cuối của cái thể chai này. Cái xoang này phía trên cái tiểu não và nằm ngay đường giữa, thì đây em bé nó rất là hay bị cái bệnh lý cái định mạch Galen này nó phình lên. Đó. Và đây là một trường hợp phình định mạch Galen rất là lớn. Thì khi mà mình thấy được cái phình định mạch Galen á thì luôn luôn mình phải coi kỹ cái tim coi nó có bị to hay không. Tim to tức là nó diện tích nó trên 1/3 so với diện tích bình thường. Tại sao mà có phình định mạch Galen thì coi cái tim nó có to hay không. Đây là một cái thông nối động tĩnh mạch, tức là máu nó bơm vô cái thông nối này rất là nhiều. Khi một em bé mà nó phải bơm máu vô một cái chỗ không cần thiết rất là nhiều thì nó đưa đến tình trạng gì? Suy tim, hình dung ra không? Nó sẽ suy tim. Thì cái tim nó to hơn, thường là nó to hơn 1/3 thì mình nhìn là mình biết là em bé nó bị suy tim. Thì những cái trường hợp đó nếu không can thiệp thì có thể em bé nó chết. Dạ. Cái u quái vùng vùng cục, cái này rất là hay gặp nha siêu âm. Nó nằm ở cái vùng vùng cục á, nó lòi ra một cục, thấy không? Và nhiều và cái cục đó nhiều khi ưu thế là đặc, có khi là vừa đặc vừa nang, có khi là ưu thế là nang, nó nằm ở cái vùng vùng cục á. Rồi,
và nó là một cái cục u và nó rất thường là nó rất giàu tới máu, cho nên nếu mà nó giàu tới máu thì nó cũng giống như trường hợp bệnh định mạch Galen như vậy, em bé nó sẽ nuôi một cái cục u lớn như vậy thì nó sẽ có nguy cơ bị suy tim. Thành ra là nếu mà thấy có u quái vùng bụng cục thì một trong những cái phải coi là nó có suy tim không, tức là tim nó có bật không và nó có phù thai hay không. Người ta chia ra tiếp thì thông thường là mình dễ thấy là bởi vì phần lớn là nó lồi ra ngoài, 45% là nó lồi ra ngoài, 35% là nó vừa lồi ra ngoài vừa lồi vào trong, rồi còn một cái số nhỏ nữa là nó lồi vào trong là chính mặc dù nó có lồi ra ngoài, còn một số rất là nhỏ nữa khoảng chừng 10% là nó chỉ lấn vào phía trước xương bụng cục. Thì cái tiếp thứ tư này hay gọi sóng chẩn đoán, còn ba cái tiếp còn lại thường người ta chẩn đoán được hết. À, đây là cái lát cắt mà mình thấy đây là cái cột sống của thai nhi trên cái vùng bụng cục này, nó có một cái bọc vừa đặc vừa nước, đây là cái nạn đặc trưng của cái u quái vùng bụng cục. Người ta cắt ngang bụng vùng bụng dưới của thai nhi, người ta thấy đây có bọc đái và hai cái thận này nó uống nước, chứng tỏ khi mà có u quái vùng bụng cục mà mình thấy thận nó trướng nước hai bên thì chứng tỏ rằng là cái u này nó xâm lấn vào trong, cho nên nó mới đưa đến tình trạng trướng nước thận hai bên. Người ta làm đốt nè thì người ta thấy một cái mạch máu rất là lớn để nó nuôi ra nuôi cái cục u này, và luôn luôn người ta phải coi cái tim thai, người ta thấy là diện tích tim này nó lớn hơn 1/3 so với diện tích lồng ngực, không? Như vậy là cái u quái này nó đã đưa đến tình trạng suy tim của em bé. Một cái trường hợp khác, cái u quái này ưu thế là dịch nhiều hơn là mô đặc đó, và đó người ta cũng ghi nhận là một cái mạch máu lớn nó ra nuôi cái cục u này. Như vậy thì hệ thần kinh trung ương thì nó chỉ ứng dụng cho một số cái như vậy thôi. Cái vùng mặt cổ người ta coi cái gì? Người ta coi trong hở hàm ếch. Hở hàm ếch tại sao thấy được? Thì mình lưu ý đây, cái hàm ếch là gì? Nó là cái khẩu cái ở trên mình nè, tức là cái vỏ ngọc phía trên đó. Thì mình phía dưới đây là cái lưỡi, phía trên đây là cái khẩu cái palate này là chính là cái khẩu cái. Thì các anh chị để ý thì với cái khẩu cái như vậy đó, nếu mà cái khẩu cái toàn vẹn như vậy đó thì cái dòng nước qua miệng và dòng nước qua mũi nó độc lập với nhau, không có dính dáng gì với nhau hết. Thì như vậy thì mặc dù mình nói rằng Doppler là để mình coi dòng chảy chủ yếu trong mạch máu, nhưng mà mình cũng coi được cái dòng chảy trong nước ối. Như vậy thì mình suy ra là gì? Cái dòng chảy trong nước ối nó không có mạnh mẽ như dòng chảy trong mạch máu đâu, cho nên là khi làm kỹ thuật để muốn biết được cái dòng chảy đó thì mình phải điều chỉnh cái gì? Giảm cái PRF xuống, giảm cái thang tốc độ hồi xuống thấp. Mình chấp nhận là nó có sao ảnh do chuyển động để mình bắt được cái dòng chảy đó. Thật ra cái gì thấy? Mình thấy được dòng chảy nó ối qua miệng, dòng chảy nó ối qua mũi, và đồng thời thấy những cái lấm tấm màu này. Những cái lấm tấm màu này không phải là của dòng chảy mà đây là sao ảnh do chuyển động. Rồi, như vậy là nếu mà cái hàm ếch của mình nó toàn vẹn từ trước ra sau thì cái dòng chảy qua mũi và qua miệng nó không có dính với nhau, nguyên tắc là như vậy. Nếu mà cái dòng chảy qua mũi nó hợp với dòng chảy qua miệng thì đây là cái hàm ếch nó bị hở ở chỗ này, thấy chưa? Nếu mà nó không có, gần như nó mất luôn cái hàm ếch thì dòng chảy qua mũi và miệng nó hoàn là một luôn. Đó. Cái tập lưỡi to anh nhìn thấy một trong những bệnh bất thường nhiễm sắc thể nào nó hay có cái lưỡi to, biết không? Đào hay đôi đào thì cái lưỡi to. Thông thường cái dòng chảy qua mũi và miệng là kích thước nó tương đương nhau. Trong một số đứa bị lưỡi to, tôi nhắc lại nha, các anh chị đừng nói là lưỡi to là nó đau nha, nhưng mà trong những đứa bị đau thì nó hay bị lưỡi to. Không, tức có nghĩa rằng là nếu mình thấy một đứa lưỡi to thì nó không có tương đương với miệng đau, có thể có là nguy cơ cao thôi ha. Cũng giống như cái gì đo cái về dày cái lớp mờ vùng gáy đó, mà cái gì thấy bất thường thì mình nói là có nguy cơ, chứ mình không được nói là em bé nó bị đau nha. Và bởi vì nó có thể là bình thường, có thể là trisomy 13, có thể trisomy 18, có thể là trisomy 21, mà cũng có thể là bình thường nha, có nguy cơ cao thôi chứ không phải là tương đương. Đây là một cái trường hợp mà cái lưỡi to nó lồi ra khỏi khoang miệng,
cái đây là mũi nè, đây là môi trên, đây là cái cằm à, và đây là cái môi dưới, cái lưỡi nó lồi ra, nó chưa lồi ra khoang thẳng khoang miệng đâu mà nó lồi ra này. Khi người ta làm đốt đen, người ta dùng đốt đen năng lượng luôn, anh chị thấy đây cái dòng chảy qua mũi và đây dòng chảy qua miệng không có bị hở hết nha, dòng chảy qua mũi rất là rõ mà dòng chảy qua miệng rất là nhỏ, do cái lưỡi nó to quá nó chèn ngang, thành ra là cái dòng chảy qua miệng rất là nhỏ. Thì đây là một cái trường hợp người ta thấy ở một cái đứa bé nó bị trisomy 21. Nhưng mà khi thấy hình ảnh này cũng được chẩn đoán nó trisomy 21 như thế này. Dạ. À, như vậy là chủ yếu là mình dùng để khảo sát cái dòng chảy của nước ối đi vô khoang mũi và khoang miệng. À, đối với cái phổi thai nhi thì mình làm cái gì? Anh chị có biết chẩn đoán thấu hiểu không? Học thấu hiểu hành chưa? Thấu hiểu hành học chưa? Nhưng cái bình thường mà chưa học, mà học lúc ra thì hơi bị khó ha. Tại vì tôi sẽ nói một số cái thấu hiểu hành. À, phần lớn các thấu hiểu hành là nó nằm bên trái, 80% nó nằm bên trái, 20% nó nằm bên phải. Tất nhiên là tùy lúc đây, nhưng mà khoảng chừng là như vậy. Thì nếu mà thoát vị hoành trái mà có gan nó lên ở trên lồng ngực là một cái thoát vị tiên lượng xấu, tức là gần như bé nó không sống được, người ta gọi là tiên lượng xấu. Cái gì cũng hơi thắc mắc là tại sao thoát vị hoành trái mà gan nó lên được, đúng không? Gan đây là gan trái nó lên, tại vì gan của mình nó từ bên phải và nó qua miếng ở bên trái, đúng không? Thì khi thoát vị hoành trái thì nếu mà cái gan bên trái mà nó lên trên lồng ngực, nó là một cái tiên lượng xấu. Thì cái hình vẽ này nó nói lên được nè, cái gì thấy đây là một cái thoát vị hoành trái tiên lượng xấu này, cái gan bên phải nè, cái gan bên trái nó bị ngoắc lên trên nè, thấy chưa? Rồi từ cái hình này mình suy ra bất thường, tức là bình thường cái tĩnh mạch cửa mình nó đi ngang thôi, ở bên trái đi ngang thôi, còn bây giờ tự nhiên đi nó ngoắc lên trên lồng ngực. Thì nếu mình thấy được cái hình ảnh đó thì mình nói là cái gan nó thoát vị và như vậy là tiên lượng xấu. Dạ. Cũng cái hình này mình suy ra là cái tĩnh mạch rốn và cái ống tĩnh mạch mà nó bị uốn cong lên trên cũng là bất thường. Tức là bởi vì cái gì biết là cái ống tĩnh mạch nó cắm vào cái vị trí này nè, ở bên cái gan trái nè. Thì khi mà cái gan trái này nó bị kéo vào trong lồng ngực á thì cả cái tĩnh mạch rốn và cái ống tĩnh mạch nó bị uốn cong lên trên. Mình sẽ xem một số cái hình ảnh bất thường. À, nhìn cái hình này, cái chẩn đoán cái thoát vị hoành trái ấy, thì cái lát cắt lát ngang lồng ngực nó rất là quan trọng. Đó. À, bởi vì cái gì hình dung đây, à, đây là bên trái của thai nhi, đây là bên phải của thai nhi. À, cái gì thấy rằng là cái trục tim này nè, lẽ ra cái tim này nè, lẽ ra nó nằm ở cái vị trí này nè. Thì bây giờ nó bị cái khối thoát vị này nó đẩy toàn bộ qua bên trái. Nhìn đây sao mình biết thoát vị? Cái gì thấy hồi âm có vẻ nó bình thường, nhưng mà trên thơ đây không phải là bình thường. Những cái hồi âm này nó lốn đốn như thế này, đây chính là cái ruột non nó lên. Cái bóng nước này chính là cái dạ dày nó lên. Đó. Và cái tim này nè, nó bị toàn bộ cái khối ruột và cái dạ dày này. Và nếu cái gì nhìn kỹ đây nè, thì đây nó có một cái tam giác này, thì đây là cái gan của em bé, phía sau này là ruột, phía trước này là gan, đây là dạ dày. Và cái gì nhìn cái tim này nó cũng không bình thường. Bình thường bốn buồng tim cân đối, thì bây giờ cái tim này bây giờ là cái thất trái và cái nhĩ trái này nó bị đè sẹp nè, anh chị thấy chưa? Đó. Rồi, thì như vậy thì cái gì hình dung ra là cái phổi em bé nó còn lại ở đâu? Đầu tiên nha, như vậy là thoát vị hoành trái, tức là ruột non, ruột già, thì gan, rồi dạ dày nó lên trên cái lồng ngực bên trái. Thì các anh chị hình dung là nếu thoát vị hoành trái thì coi như toàn bộ cái phổi trái nó tiêu. Bởi vì các anh chị nên nhớ rằng là ví dụ như người lớn mình á, mà bị xẹp phổi á, cái phổi nó còn đó nhưng mà nó xẹp lại. Còn em bé nó nằm trong bụng á, trong quá trình hình thành phát triển á, mà nó bị thoát vị hoành như vậy á, là coi như
những cái cấu trúc ở trong bụng nó lên, nó là nó đè ép toàn bộ và không có chỗ cho cái phổi bên trái nó phát triển, coi như là nó bị bất sản phổi trái. Các chị hình dung không? À, cái thai nhi nó không phải là người lớn thu nhỏ, đúng không? Mà nó phải có thời gian để nó phát triển cái phổi, thì cái phổi nó chưa kịp phát triển thì toàn bộ những cái gì ở trong bụng nó trào lên, nó nằm trên đó rồi, thành ra không có chỗ để cho cái phổi trái nó phát triển, tức là bệnh thai nhi nó bất sản phổi trái. Còn cái phổi phải còn lại nó nằm ở đâu? Thầy xin thưa, nó còn chút ở phía sau này, các anh chị, tôi sẽ chỉ chỗ phổi phải cho các anh chị nghe. Như vậy là đây là ruột, đây là gan, đây là dạ dày, đây là cái tim, thì cái phổi phải nó còn có một miếng, còn có một rẽ phía này, thấy gì không? Thành ra là khi làm siêu âm thoát vị ấy, là không phải là chẩn đoán thoát vị, mà thứ nhất là phải nhận biết được cái thoát vị này, và thứ hai là đo cái phổi còn lại này coi nó có bị chịu sản hay không. Và bởi vì sao? Nếu mà nó bị chịu sản á, là người ta phải tìm cách can thiệp rút sanh để cho em bé ra đời nó sống. Và bởi vì cái gì? Em bé ở trong bụng nó không cần thở, nó vẫn sống. Nhưng mà ra đời là nó phải thở nó mới sống được. Rồi ra đời thì nếu nó thiểu sản luôn cái phổi trái thì ra đời chắc chắn là nó chết ngay sau khi nó eo e được mấy tiếng là nó chết luôn. Cái gì hình dung đâu, nó đâu có phổi đâu nó thở. Thành ra là đã có nhiều trường hợp rất là thương tâm. Đi khám là em bé phát triển rất là đều, từ đầu đến cuối chẩn đoán lúc nào cũng ngon lành, em bé phát triển rất là đều, nhưng mà sanh ra cả là em bé chết liền. Lý do là sao? Nó bị hoang. Đó, đây là cái hình tỉnh lại thì cái gì, đây là ruột, đây là gan, đây là tim và đây là dạ dày. Rồi thì mình nhìn đây nè, bây giờ trên cái hình tỉnh này cái gì thấy nè, cái hồi âm của cái gan nó khác cái ruột nè, hồi âm gan nó kém và nó đồng nhất hơn, hồi âm ruột nó dày hơn một chút. Rồi nhưng mà trên cái lát cắt dọc này mình thấy nè, cái tĩnh mạch cửa bình thường nó đi ngang như này thôi, tự nhiên nó có một nhánh ngoắt lên, thì đây là cái nhánh ngoắt lên bất thường của tĩnh mạch cửa để chứng minh, để chứng tỏ rằng là cái gan trái nó thoát vị của trong một tĩnh. Đó là ba cái hình này trên cùng một thai nhi, thì đây là một trường hợp thoát vị hoàn trái từ đường sâu. Tĩnh mạch rốn và ống tĩnh mạch bị uốn cong lên, đây là cái tĩnh mạch rốn, ống tĩnh mạch ở một thai nhi bình thường, và đây là một trường hợp nó bị bất thường, cái gan trái nó bị kéo lên, cho nên cái gì thấy rằng là thay vì nó xuôi như này để nó lên thì bây giờ cái này nó bị uốn cong lên phía trên đầu của thai nhi, cái ống tĩnh mạch bây giờ nó chạy ngược lại như thế này là do cái gan trái nó bị kéo vào trong một tĩnh. Cái thoát vị hình phải thì đôi khi cái thoát vị hình phải là một cái rất là khó chẩn đoán, như siêu âm thoát vị hình trái thì rất là dễ, mà thoát vị hình phải thì rất là khó. Là đôi khi mình thấy được cái gì, thấy đây là cái lát cắt ngang ở trong ngực đây, mình thấy được cái bóng tim này, tự nhiên mình thấy được mấy cái tĩnh mạch gan đây, chứng tỏ là đây là một cái gan nó thoát vị lên, của một cái thoát vị hình trái thì cái đại tràng thoát vị lên đó. Nhưng mà nếu mình nhận biết đây là tĩnh mạch gan thì mình chẩn đoán ngay để làm phải thoát vị. Và bởi vì mình cắt ngang qua tim thì không thể nào mình thấy đồng thời cái gan được, mà cắt ngang qua tim mà thấy luôn cái gan thì đó là một cái thoát vị hoàn phải. Dạ. Ở mặt lát cắt dọc vào vành á, thì nếu mà dùng đốt lam màu thì mình thấy được tĩnh mạch cửa có đi bất thường. Đây cái gì thấy cái lá gan này tự nhiên nó có một phần ở bên phải nó lồi lên trên lồng ngực như thế này đó, và cái mạch máu nó đi lên trên như thế này, thì đây là điển hình của một cái thoát vị hoành bên phải và mạch máu nó đi bất thường lên. Rồi, và trong trường hợp này cái tĩnh mạch rốn nó cũng rất là đặc biệt, nó bị đẩy lệch qua bên phải. Thì đây là một cái trường hợp, nhìn trên cái hình này các anh chị có dám nói là thoát vị không? Thì bây giờ phân tích cho các anh chị xem cái hình lát cắt ngang qua lồng ngực điển hình đó, là cái gì phải vẽ một cái đường như thế này, đây là cái cuộc sống, cái gì sẽ vẽ một cái đường midline, cái đường giữa. Cái đường giữa này nó rất là đặc biệt, là bình thường á, lúc hồi sáng tôi nói đó, là cái nhĩ bên phải là nó nằm ở bên phải và ba cái vùng chim còn lại nó nằm bên trái, đúng không? Và cái gì để ý đây, nếu một cái đường midline này nó vẽ đó, là gần như tim nó nằm bên trái hết chứ nó không có nằm bên phải. Đó là lý do
khi mà thấy cái hình ảnh đó thì cái gì phải đặt ra dấu hỏi là nó có thoát vị hoành bên phải không? Chính cái thoát vị hoành bên phải nó đẩy cái bóng tim qua bên trái hoàn toàn luôn. Đó là một cái dấu hiệu. Và đây là trên lát cắt ngang lồng ngực đó, xuống cái lát cắt hơi dọc quá thì mình sẽ thấy là tự nhiên nó có một miếng gan ở dưới bụng và miếng gan trên lồng ngực. Bây giờ và trên lát cắt ngang ổ bụng đó thì cái gì thấy là cái dạ dày nó vẫn nằm ở dưới bụng, tại vì cái này thoát vị bên phải mà. Và nhưng mà riêng cái định mạch rốn bình thường nó chạy thẳng hơn như thế này thì bây giờ nó lại lên qua bên phải, thì đây là một cái dấu hiệu để chắc chắn là nó là một cái thoát vị bên phải. Thành ra là thoát vị hàm phải là một cái thoát vị, những cái dấu hiệu trên siêu âm rất là kín đáo, người ta rất là hay vào sau đó. Người ta dùng và chẩn đoán giữa cái phổi cách ly và dị dạng nam tuyến phổi. Cái gì học siêu âm phổi chưa? Chưa hả? Khó quá à. Bây giờ dạng những cái mà cái gì chưa có được học cái bình thường của nó. Cái phổi cách ly là gì? Thì bây giờ các anh chị phải hiểu khái niệm phổi cách ly đã. Mình nhìn cái hình này trước đi. Mình có cái phổi phải đây, cái phổi trái đây, tự nhiên nó có một cái phổi con đây nè. Nó là mô phổi, nhưng mà các anh chị biết là cái phổi của mình đó, là nó được hai cái động mạch phổi nó cung cấp máu. Còn cái này nó là mô phổi, nhưng mà nó giống là cái phổi thứ ba vậy đó. Thường là nó nằm ở đáy phổi bên trái. Cái hình này nó vẽ đúng không? Cái nằm đáy phổi bên trái. Và cái gì để ý đây, nó có một cái nhánh cung cấp máu cho nó, là từ xuất phát từ cái động mạch chủ cấp máu cho cái phổi đó. Thì cái này nó gọi là phổi cách ly, tức là một cái mô phổi mà bản chất nó là mô phổi nhưng mà nó không có chức năng hô hấp, và nó được tới máu bởi tuần hoàn hệ thống chứ không phải là bởi cái động mạch phổi. Thì cái đó người ta gọi là phổi cách ly. Trên siêu âm mình thấy nó là gì? Phần lớn là nó hồi âm dày, nó nằm ở đáy phổi bên trái. Và nếu mình làm siêu âm Doppler thì mình sẽ thấy được một cái mạch máu từ động mạch chủ nó cấp máu cho cái vùng phổi đó. Chẩn đoán nó là phổi cách ly. Còn đó là một bệnh lý. Cái bệnh lý thứ hai là dị dạng nang tuyến phổi, tức là thay vì mô phổi thì nó là những cái nang nhỏ nhỏ. Người ta chia ra làm 3 loại. Theo cái ông Stoker này cũng chia ra làm 3 loại. Cái tiếp 1 á, là cái nang nó đường kính lớn trên 15mm đường kính. Tức là những cái nang mà mình cắt ngang qua phổi, mình thấy nó có những cái nang trong đó mà thấy rõ, nó lớn hơn 15mm, đó là tiếp 1. Những cái nang nhỏ hơn dưới 15 thì nó là tiếp 2. Và cái tiếp 3 nó chiếm 10% là những cái nang nó đường kính dưới 1mm, tức là những cái nang thì mà siêu âm của mình thì cái độ phân giải nó đến 1mm thôi, những cái này đến dưới 1mm. Thì cái gì hình dung trên siêu âm nó hồi âm gì? Hồi âm gì? Nói đến nang thì người ta hay nghĩ đến hồi âm trống đúng không? Đen thui đúng không? Nhưng mà lưu ý, những cái nang mà nhỏ xíu như này gọi là vi nang nè, thì nó hồi âm dài. Lý do là bởi vì lúc đó là do những cái nang nó quá nhỏ, và chủ yếu là cái hồi âm là do những cái vách nang nó tạo nên, thì lúc đó nó lại có hồi âm dày. Cái này hình dung ra chưa? Như vậy là có một cái loại nang đặc biệt, tức là khi mà một cái đám vi nang thì lúc đó hồi âm nó lại là dày chứ không phải là hồi âm trống nha. Đồng ý cái chuyện đó. Mà nếu mà mình siêu âm mình lấy ở phổi mà thấy một cái vùng hồi âm dày thì mình đừng có kết luận là dị dạng nam tuyến phổi, đừng có dị dạng là chẩn đoán phổi cách ly, mà có khi là một cái dị dạng nam tuyến phổi tiếp 3. Cái gì hình dung ra không? Đó, hai cái bệnh lý này có thể lẫn lộn với nhau. Thế đó, cái gì thấy đây là một cái vùng mô phổi nó có hồi âm dày thì lập tức người ta làm cái siêu âm Doppler thì người ta thấy đây là cái động mạch phổi vô nó cấp máu cho cái vùng này, thì người ta chẩn đoán đây là dị dạng nam tuyến phổi tiếp 3, là nó là cái mô phổi được cấp máu bởi động mạch phổi. Bây giờ rồi, bây giờ mình thấy một cái vùng phổi nó lộ rõ như thế này, thấy không? Rồi mình học rồi, lúc nãy là mình hay nói cái nó lộ rõ như này là dị dạng nam tuyến, cái nang nhỏ nhỏ như là tiếp 2. Nhưng mà luôn luôn phải cho cái đốt đen màu, cho đốt đen màu vô thì mình thấy rằng là cái vùng mô lộ rõ này nó được động mạch
trụ nó bắt máu cho ngoài động mạch phổi, thì như vậy lúc đó mình chẩn đoán là gì? Phổi cách ly. Tại vì lúc nãy tôi nói phổi cách ly thường là nó hồi âm dày, nhưng mà nó không có cấm cái chuyện là hồi âm rõ rõ như thế này. Thấy chưa? Thành ra lúc này cái vai trò siêu âm Doppler rất là có giá trị để phân biệt giữa hai cái bệnh lý đó, nó có thể lẫn lộn với nhau. Rồi, tim thai nhi thì mình sẽ không học. Vùng bụng thai nhi nó có hai cái bệnh lý người ta hay nói đến là cái tật thoát vị rốn và tật nứt thành bụng. Cái tật nứt thành bụng á là giống như bị giang hồ nó đặt bụng nó đổ ruột ra, đúng không? Thì nhìn thì thấy ghê, nhưng mà cái tật nứt thành bụng này nó lại là tiên lượng tốt. Còn cái thoát vị rốn này nó hay kèm với bất thường những sắc thể kèm theo đủ thứ, mặc dù nhìn thì nó rất là hiền lành. Là cái gì thấy rằng là ngay cái gốc uốn rốn tự nhiên nó bình lên, và có thể là chỉ có ruột nó chui ra cái túi thoát vị đó thôi, mà có thể là cả gan nó chui ra. Thấy chưa? Nhìn trên hình này thì mình thấy rằng là những cái thoát vị rốn như thế này là cái mạch máu này nó đi xuyên qua cái thoát vị ruột, và đấy là cái cách để mình chẩn đoán cho trường hợp này. Thấy chưa? Nó có một cái màng bao, có cái động mạch rốn nó đi xuyên qua, có thể là trong túi thoát vị chỉ có ruột thôi, có thể có cả gan. À, đây là một cái hình ảnh rất là hay. Một cái em bé mà cái đầu thì khá to, ngực bụng thì khá là nhỏ, là bởi vì toàn bộ cái gan này, cái gì thấy ba cái tĩnh mạch gan này, toàn bộ cái gan này nó chui qua cái khối thoát vị này. Thấy chưa? Đó. Ở trên cái lát cắt ngang thì mình thấy rằng là gan nó nằm trong túi thoát vị, và cái đây là cái mạch máu nó đi xuyên qua khối thoát vị, thì ra điển hình của một cái omphalocele, tức là cái thoát vị rốn. Cái trường hợp này thường mà không sống được. Rồi, cái tật nứt thành bụng rõ ràng là nó bị giang hồ đặt bụng là cái gì, thấy không? Nó không, nó là ngay cạnh uốn rốn nè, thấy chưa? Và như vậy là ruột nó đổ ra tràn là trong cái nước ối, nó không có cái gì che phủ hết, và cái mạch máu uốn rốn là đi ngay cạnh cái khối thoát vị. Đó, đang một cái đám ruột ở trong cái nước ối, và lá cắt ngang thì cái đám ruột ở đây, và cái tĩnh mạch rốn nó đi ngay cạnh cái khối thoát vị này, thì đây là cái thành bụng. Đang cái nhìn thấy xanh ra thì ghê, nhưng mà tiên lượng rất là tốt, người ta vá là thành bụng thôi, là xong, không có gì. Nếu dùng thì người ta ứng dụng nhiều, ví dụ như người ta chẩn đoán bất sản thận hai bên, sao chẩn đoán được? Thực ra bất sản thận hai bên là một cái chẩn đoán chủ yếu là tình trạng đen. Tại vì thường mình chẩn đoán vào quý 2, và quý 2 lúc đó là cái lúc đó là nước tiểu là cái nguồn cung cấp máu, cung cấp nước chính cho nước phổi. Thì nếu mà nó bất sản thận hai bên thì nó đưa đến cái hình ảnh gì? Vô ối luôn, chứ không phải tiểu ối. Vô ối gì? Một cái hình ảnh siêu âm rất là xấu vì không có nước ối, đúng không? Nhờ kèm theo cái hình ảnh là hình ảnh rất là xấu đó là thai nhi nó bị biến dạng hết, cái đầu nó móp méo, tay chân nó cũng bị biến dạng hết, thì cái người ta gọi đó là hội chứng Potter, đúng không? Thì bây giờ mình coi cái hình ảnh bình thường trước. Mình thấy ở trên cái lát cắt bằng á, nếu mình dùng siêu âm Doppler mình thấy giống như cái hình mà người ta vẽ em bé nó dang tay vậy đó, thấy không? Đây là cái động mạch trụ bụng, đây là hai cái động mạch chọc, và đây là hai cái động mạch thận hai bên. Hai cái tay nó dang ra chính là hai cái động mạch chọc. Đây là cái Doppler, như vậy là nó có hai quả thận hai bên, thấy không? Mình nhìn trên trắng đen này mình để ý đây, đây chính là cái hồi âm hơi kém, đây là quả thận một bên, cái hồi âm hơi kém đây là quả thận một bên nữa. Cái hồi âm kém hơn ở phía trên đầu nó chính là cái thực thận, hai cái mũ của trên này. Đó. Đối lập với cái trường hợp này thì cái gì thấy trường hợp này mình chỉ thấy hai cái động mạch chậu thôi, không có hai cái tay nó dang ngang, tức là không thấy được hai cái động mạch thận hai bên, hoàn toàn không có nước ối bao quanh, thì đây là cái bất sản thận hai bên. Rồi, một cái dễ bỏ sót, cái bất sản thận hai bên dễ chẩn đoán bao nhiêu thì cái bất sản thận một bên khó bấy nhiêu, là bởi vì nước ối nó hoạt động đối với bất sản thận một bên, vì con người ta sinh ra đời một thận vẫn sống tốt mà, đúng không?
có nhiều người những khi chết đi mới biết là mình có ông thầy không. Thì cũng tương tự như vậy, đây là một cái có hai quả thật hai bên, và đây là trường hợp là mình thấy nó có một bên thôi, một bên này không có. Và đây là trường hợp bất sanh là một bên này còn, trong trường hợp này là thấy cả hai bên đang cùng tiêu hết. Cái thằng lạc chỗ, thằng lạc chỗ thì thông thường á, là cái gì biết nó lạc chỗ ở đâu không? Mình phải biết cái bình thường, mình phải biết cái quá trình cái thận nó hình thành và phát triển. Thì đối với cái hệ sinh dục á, nó có hai cái cấu trúc nó đi ngược nhau. Một á, là hai cái tinh hoàn nó nằm ở trong ổ bụng, rồi từ từ nó đi xuống bìu, đúng không? Rồi có nhiều khi nhiều đứa sanh ra nó mới đến nóng bẹn cái nó ngưng, nó không thèm xuống nữa. Có nhiều đứa nó xuống có một cái, còn cái nó nằm trong ổ bụng á, đúng không? Và bình thường bởi vì theo cái quá trình phát triển á, là cái phôi thai nó hình thành á, là hai cái tinh hoàn nó hình thành ở trong ổ bụng rồi nó mới đi xuống bìu. Và hai cái nó đi ngược lại là hai quả thận nó từ dưới nó đi lên trên, đúng không? Và có nhiều thằng đó thì nó ham chơi nó dừng lại luôn ở dưới chậu á, không đi xuống. Thì như vậy là thằng lạc chỗ đa phần là nó lạc chỗ ở vùng chậu, thấy chưa? Còn nếu mà mình tìm tinh hoàn mình sanh ra mình rờ cái bìu nó trống trơn thì mình phải lần ngược lên. Lần ngược lên đầu tiên là mình coi ở hai cái ống bẹn nó có hay không. Thì hai ống bẹn thì làm siêu âm rất là khỏe, đặt đầu dò vô thấy hai cái tinh hoàn nằm trong hai ống bẹn liền, không? Nhưng mà nếu nằm trong bụng thì khó, nằm trong bụng thì nhiều khi làm siêu âm không thấy, phải làm đến cộng hưởng từ mới thấy được đó. Nhưng mà nếu mà sẵn đây tôi nói luôn ngoài lề, nếu mà em bé mà nó là cái tinh hoàn nó không xuống mà nó nằm trong ổ bụng là bắt buộc mình phải mổ. Bởi vì nếu mà tinh hoàn nó nằm ở trong ổ bụng thì cái gì biết nguy cơ nó bị cái gì không? Đúng rồi. Tại vì cái tinh hoàn á, là nó sống ở cái nhiệt độ thấp hơn cái nhiệt độ thân nhiệt. Các chị có biết điều đó không? À, biết, các chị biết tại sao cái bìu nó hồng hồng ra ngoài mà nó không nằm trong cơ thể không? À, tôi hỏi câu rất là thực tế nha, các chị có biết không? Tại sao cái tinh hoàn nó nằm lòng thòng ra ngoài mà nó không nằm trong cơ thể? Trời ơi, học năm thứ nhất quên hết rồi, học sinh học năm thứ nhất là đã dạy hết rồi. Cái tinh hoàn nó chỉ sinh được tinh trùng khi nó ở nhiệt độ 36 độ C. Tình vô ra không? Nếu mà nó 37 độ C là nó không sinh được một con tinh trùng nào hết. Thành ra là nếu cái tinh hoàn nó nằm trong ổ bụng là cái tinh hoàn bất sản, không có sản sinh được tinh trùng. Và đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là nguy cơ ung thư rất là cao. Thành ra là bắt buộc phải mổ kéo xuống, không được để trong bụng. Thành ra là sau này có nhiều chàng thanh niên là cứ đi khám vô sinh hoài, là té ra là cái gì biết là sao? Bây giờ là các chàng cũng hay mặc ba cái quần xịt cho nó bó sát vô, đưa đến tình trạng gì? Đó là một cái nguyên nhân gây vô sinh, tức là nó nóng quá, cơn nó nóng quá là nó sẽ đưa đến cái vô sinh. Về cái thận á, thì đây là một cái trường hợp mà mình làm siêu âm mình thấy cái vùng chậu đó, đây là cái động mạch chậu hai bên, mình thấy hình như nó có cái cấu trúc thận nó nằm đây, đây cấu trúc thận nằm đây, và mình cho cái đốt đeo vô thì mình thấy đúng, đây là cái mạch máu từ cái động mạch chậu nó cung cấp cho cái thận. Đây là cái hình ảnh rất là thường thấy khi mà cái thận nó lạc chỗ ở vùng chậu, hầu hết là nó nằm ngay cái chặt ba đó. Và cái gì đấy nó không phải là từ thận, động mạch thận ở trên bụng nó hầm xuống nó nuôi đâu, mà từ cái động mạch chậu ra nó nuôi, thấy không? Thì phần lớn cái trường hợp là nó lạc chỗ như vậy. Nhưng mà một số trường hợp nữa, đây là một cái trường hợp rất là đặc biệt mà tôi cũng chỉ thấy được một cái hình này thôi, tức là người ta cắt ngang lồng ngực, người ta thấy đây là cái bóng tim, và tự nhiên hai bên cái bóng tim là hai quả thận. Thì người ta mới tò mò, người ta làm cái lắc các vành thì người ta thấy là hai cái động mạch thận nó mắc lên trên lồng ngực luôn. Đó là đây là một cái trường hợp thận nó chạy quá đà. Tại vì thay vì từ vùng chậu nó chạy lên nên hai bên cái hốc thận nó nằm nó yên được rồi, thấy không? Là
thằng này nó chạy lên phổi nó nằm luôn, thì cái đó cũng gọi là thằng tạp chỗ, nó là chỗ trên lồng ngực. Cái này chắc là tôi nghĩ là chắc là rất là hiếm, bởi vì đây là cái duy nhất mà tôi thấy được. À, đôi khi thì thận nó lại nghịch như thế này, tức là nó lại không có cái thận một bên và hai cái thận nó nối nhau ở một bên còn thận. Đó, tức là nó làm chỗ là từ bên này nó chạy qua bên kia, và hai cái thận đó có thể nó cạnh nhau mà có thể nó nối với nhau luôn. Thì đây là một trường hợp dưới đây một quả thận, trên đây quả thận nó dính với nhau luôn. Đó, thì mình sẽ thấy được hai cái động mạch thận, một cái động mạch thận trên, một cái động mạch thận dưới. Dạ. Còn cái tứ máu ối thận thì nó không có đặc trưng, bởi vì hầu hết cái bướu máu nào, cái bướu nào ở thận nó cũng đều dầu tứ máu hết. Đó, đây là một cái bướu, hai cái bướu đều dầu tứ máu hết, không nói lên được cái vấn đề. Cái phân biệt giữa bàng quang và cấu trúc nang buồng chậu. Đúng rồi, ví dụ như mình cắt ngang cái bụng buồng chậu của em bé gái, mình thấy hai cái bóng nước thì mình có thể biết, mình dùng lớp nem màu mình có thể biết được cái nào là cái bọc đái và cái nào là cái nang, hiểu không? Không rồi mà. À, tại vì sao hai cái động mạch rốn vô là nó ôm hai bên cái bọc đái, đúng không? Mình chiếu cho lớp nem màu vô mình thấy được có hai cái mạch máu, thì hai bên thì đó là cái bọc đái và cái còn lại là cái nang. Dễ mà, nó có gì đâu. Đó, hai cái nang. Và mình thấy cái này nó có hai cái mạch máu nó bao quanh, thì đây là cái bọc đái và cái này là cái nang. Bây giờ ngược lại, nếu mà mình thấy mạch máu nó bao quanh cái này thì cái này là nang. Rồi, lộ tiểu thấp, các anh chị có bao giờ thấy em bé nó có lộ tiểu thấp chưa? Ai thấy lộ tiểu thấp là nằm ở đâu? Nói đi, lộ tiểu thấp nằm đâu? Lộ tiểu thấp là lộ tiểu động từ cái đoạn thảo viên lộ tiểu thấp. Tức là bên đây là con chim nhỏ, đúng không? Bình thường nó tè ra cái lỗ nó ngay đây, đúng không? Thì bây giờ cái lỗ nó không ra đây nữa mà nó ở dưới đây nè, hình dung ra không? Nó gọi là lỗ tiểu thấp, tức là nó nằm ở cái mặt dưới của dương vật á, hình dung ra chưa? Gọi là lỗ tiểu thấp, tức là bình thường con chim nhỏ đây nó tè ra chỗ này, thì bây giờ nó lại cái lỗ lại ra dưới này, gọi là lỗ tiểu thấp. À, đây là lỗ tiểu bình thường chứ không thấp, đúng không? Đó, cái gì thấy nó phun lửa chưa? Trời, đây là một cái lỗ tiểu thấp, tức là lẽ ra nó phải bắn nước ở chỗ này nè, thì bây giờ nó bắn nước ra ở phía lưng ở dưới nè, chỗ này. Đó, lỗ tiểu thấp. Rồi, qua dây rốn. À, dây rốn ống cổ là một cái mà bà bầu rất là hay than phiền, bởi vì nhiều khi đi bác sĩ này nói có dây rốn ống cổ, đi bác sĩ kia nói không có. Thì nhiều khi bà bầu người ta không có hiểu ý, và bởi vì nhiều khi ngày hôm nay nhất là những cái cuốn một vòng, ngày hôm nay cái gì thấy nó cuốn vòng vài bữa cái gì coi nó bung ra bình thường, đúng không? Thế nhưng mà nếu mà nó cuốn từ 2-3 vòng thì mình phải lưu ý, là bởi vì nó có thể làm cho em bé chết. Cho nên những cái trường hợp đó mình phải ghi nhận. Thì đây là một cái hình ảnh rất là đẹp, nhưng mà đây không phải là cái hình ảnh để chẩn đoán, bởi vì thông thường mình không dùng cái hình ảnh này trong chẩn đoán, mà mình nhận biết được trên cái lát cắt khác. Lát cắt nào anh chị biết không? Cắt ở chỗ nào để thấy được cái dây rốn ống cổ? Nhìn cái hình này phải thấy được dây rốn ống cổ trên trắng đen thôi, thấy không? Đó, bình thường á là cái này nó không có cái khoảng trống này, thấy chưa? Nếu mà thấy cái vùng da cổ nó bị ấn lõm như thế này thì nghĩ đó nó có một cái cấu trúc gì nó nằm ở đây, thấy chưa? Nếu mình nghĩ đến nó thì mình mới cho cái lớp nem màu vào để tìm, thấy chưa? Đó, và đây là cái hình ảnh chìa khóa để chẩn đoán dây rốn ống cổ, chứ không phải là cái hình trống này. Có bất thường không các anh chị? Có đó, đây nè, tôi thấy có đây nè. Mấy? À, thấy chưa? Như vậy là túm lại cũng là trắng đen chứ không phải là màu, là hương là hoa thôi, thấy không? Không phải là màu. Đó, có không các anh chị? À,
quá rõ luôn, thấy không? Quá rõ luôn. Nhưng mà cái lá cắt này, cái lá cắt hình ảnh này là rất là hay. Cái này nó gọi là parasagittal, tức là thay vì mình cắt cắt đúng giữa thì mình cắt lệch qua một chút. Cái gì hình dung đâu? Thay vì mình cắt đúng cái gáy em bé này nè, cắt lệch qua một chút như này thì nó ra cái hình cắt, thấy không? Nó ra cái hình này này. À, để chẩn đoán nó có hai gì đâu đúng không? Mấy gì đúng? Và cái này là lá cắt parasagittal giống như cái hình này. Đó. Thấy chưa? Có được ba cái gì đâu không? Vì đây một số trường hợp nó cuốn vài vòng và nó làm cho em bé chết. Vậy ha. Cái hình ảnh trùng lẫn cuốn rốt mình thấy ở đâu? Học thay đôi cho các anh chị. Rồi. Có biết hình ảnh trùng lẫn cuốn rốt không? Ừ. Thấy trong thai gì? Kiểu hình gì? Trong thai một nhau, hai ba một nhau, một ổ. Nhau một ổ. Cái hình ảnh đó làm sao em tả nó được đây? Hình ảnh đó, cái góc cuốn rốt này trộn bám vào với nhau, nó quấn vào nhau. Ở một đoạn đó. Không, cái hình ảnh nó rất là đơn giản. Nó thấy một cái đống bùi nhùi của cuốn rốt. Nó giống như một đống dung rồi đó. Nguyên một cái đống dây nhờ cho màu vô là quá trời màu luôn, nó là hình ảnh trùng lẫn cuốn rốt. Đây cái gì thấy một nhau một ổ, nó là một cái đống như thế này đó. Và nó có một cái dấu hiệu trung thực nữa, tôi lại quên cho một cái bài này tôi nói với mấy lần rồi, tức là mình sẽ cho cái nốt đe sung vô, mình sẽ thấy dấu hiệu gọi là dấu hiệu của phi trống trải. Tức là bởi vì các chị nghe tiếng hợp phi ra, nếu mà các chị nghe tiếng hợp phi các chị để ý lúc mà nó phi nhanh đó, là nó có hai tiếng nhịp ở trong này. Thì tức là mình sẽ thấy được hai phổ động mạch số đồng thời, hoặc là nó cùng hướng với nhau hoặc là ngược hướng với nhau. Cái đó là gọi dấu hiệu phi nhanh lại. Cái cuốn rốn thắt nút, có biết thắt nút không? Ừ, tự nhiên nó thắt à. Đó, nó giống như là mình lấy cái dây mình thắt nút vậy đó. Đó, nó tự động nó thắt. Thì mình chưa mình cũng thấy được. Thì cái này khi mà coi thấy cuốn rốn thắt nút là phải coi chừng nha. Bởi vì nó kéo chặt quá là nó sẽ thiếu máu nuôi đó. Thì mình phải khảo sát nút này ở hai đầu luôn. Mình coi nó có bất thường hay không. Giờ cuốn số lượng mạch máu bất thường là sao? Nếu mà nó bình thường nó là 3 cái gì? Nó dưới 3 là bất thường, nó trên 3 cũng là bất thường. Đúng không? Cái hình này có gì bất thường không? Đây là một cái thai nhi hoàn toàn. À, trước đó, trước khi mà đi khám thì trước đó một tuần là bệnh nhân đi siêu âm thai quý 2 thì được kết luận là thai nhi hoàn toàn bình thường, không có gì trục trặc hết. Và sau đó một tuần thì bệnh nhân đau bụng, bệnh nhân đi khám thì tôi coi cho nó, ủa cái này nó có một cái bất thường đi chứ sao nó không bình thường hết. Ở đây là lá cắt, tôi cắt ngang qua cái đầu và cái ngực. Thấy là cái gì không anh chị? Dạ đúng. Dạ đúng ở đâu? Còn có hai vòng. Nó có hai cái lỗ chứ không phải hai vòng. Thì đây là dạ đúng, nó có hai mạch máu thôi. Cái gì hình dung không? Và hai cái mạch máu này nó không có bệnh với nhau. Tức là hai mạch máu nó chạy song song như này. Hình dung đâu? Bình thường á cuốn rốn nó phải bệnh lại thành dây thừng. Ở đây nó có hai mạch máu thôi mà hai mạch máu nó chạy song song cho nên mình thấy được cái hình này. Đó. Thì cái ca này sinh ra là em bé hoàn toàn bình thường, chỉ trừ một cái dị tật duy nhất là cuốn rốn có hai mạch máu thôi. Nhưng mà khi mà mình thấy được cái cuốn rốn nó có số lượng mạch máu bất thường là mình phải ghi trong báo cáo, là bởi vì cái tần suất bất thường ở những cái thai nhi này khá là cao so với thai nhi bình thường. Bất thường và nhiều cơ quan lắm. Đó, cái này nó có hai mạch máu và hai mạch máu nó không có bệnh lại với nhau. Cái này hai mạch máu, cái này mấy mạch máu anh chị? 6. Khi mà thấy 6 mạch máu thì coi chừng cái bệnh lý gì phải không? Coi chừng gì không? Coi chừng thai dính nhau. À, coi chừng thai dính nhau. Đây có 4 mạch máu.
Đây là một số cái kiểu, đây là bình thường cái cuốn rốn nó sẽ bệnh thành dây thừng như thế này, nhưng mà nhiều khi nó lại thắt chặt hơn như thế này, và nhiều khi nó không có thể thắt luôn như cái hình ảnh như thế này. Đây là một cái bọng đái bình thường, và đây là có hai cái động mạch rốn bình thường. Như vậy là mình suy ra là cái cuốn rốn của em bé này nó có 3 mạch máu. Còn đây là mình cắt ngang qua cái bọng đái, mình thấy có một mạch máu thôi, mình suy ra là cuốn rốn này có 2 mạch máu, tức là một động mạch, một mạch. Cái gì hình dung không? Là chỉ có một cái động mạch nó ôm lấy cái bọng đái thôi. Dạ. Đây là một cái trường hợp nó có 6 mạch máu thì cắt ngang, đây là lát cắt để chẩn đoán cái thai này nó dính nhau. Người ta sẽ cắt ngang của em bé, cắt từ trên xuống dưới thì mình thấy rằng là hai quả tim nó tách rời nhau đó. Bây giờ xuống đến gan là gan nó dính nhau, đây gan nó dính nhau, bây giờ nó có một cái gan chung, hai quả tim dính rồi. Nó mới như vậy là tim dính rồi, tức là mình không có đọc cái tim mà đọc cái bụng thôi, thì cái này nó gọi là omphalocele. Còn nếu mà nó dính luôn cái tim ở trên ngực thì nó là thoracoomphalocele. Cái này mình đọc là omphalocele, tức là dính cái phần bụng. Cái vasa previa mình hay học cái placenta previa, tức là cái nhau tiền đạo. Bây giờ mình coi cái cuốn rốn tiền đạo nó như thế nào. Thì lúc nãy á, tôi có nói đến cái cuốn rốn nó cắm. Thì bình thường 99% trường hợp là nó cắm ở trung tâm, một số ít là nó cắm lệ tâm, còn một số rất là ít nữa là nó cắm ở ngay rìa này. Cái này ngay rìa mà nó chạy ra khúc là nó mới gọi, còn ngay rìa nó mọc ra. Thì cái hai trường hợp này nó gọi là vernamental intersection, nó là cắm màng. Thì nếu mà nó cắm màng như vậy là cái chậu đất đây nó không cắm ở giữa mà nó cắm ở rìa, thì tất nhiên là nó sẽ suy dinh dưỡng, thì nó sẽ tăng nguy cơ chậm phát triển trong tử cung, nguy cơ sinh non, dị tật thai, có thai ra huyết và cái vasa previa. Ở đây là một cái cuốn rốn nó cắm đề tâm nên chứ chưa đến nỗi cắm màng, để cái rìa đánh nhau nó ở đây. Còn cái trường hợp này là một cuốn rốn cắm màng này, cái rìa đánh nhau đây, cuốn rốn nó đây, đây là một cái trường hợp khác cuốn rốn cắm màng. Thì cái vasa previa thì đây người ta giải thích cái cơ chế này, thì đây là một cái cắm rìa thôi, nhưng mà khi mà nó chuyển dạ đó thì cái cuốn rốn này nó nhào ra trước, cái đầu nó thúc vô thì nó sẽ gây cái xuất huyết ồ ạt trước khi em bé nó ra. Đây là một cái tai biến sản khoa. Thì tôi có hỏi mấy nhà sản khoa là bây giờ nếu mà phát hiện cái cuốn rốn cắm màng, mà nếu mà nhất là nó cắm ở phía bờ dưới là gần lồ tử cung đó, thì xử lý như sao? Thì tôi thấy là trong cái giới sản khoa thì nó cũng chưa cái thống nhất cái chuyện này, có một số là chủ động mổ, nhưng mà có lẽ là các anh chị bây giờ càng ngày càng làm thì các anh chị phải lưu ý là bây giờ con cái bây giờ nó rất là hiếm, toàn con cầu con tự, con già cả không ạ. Đó là hồi trẻ giờ không đẻ, toàn 35 40 mới đẻ không à, đẻ ra một đứa nó hết trứng luôn đúng không, bây giờ toàn vậy không à. Rồi thì toàn con cầu con tự như vậy, mà cái gì nói không sao đâu, để tôi đợi cho rồi đỡ có cái gì thì làm hoài anh gì ha. Tôi không có khuyến khích các anh chị là coi như là tích cực mổ đẻ, nhưng mà cũng có những trường hợp là mình phải cẩn thận đúng không đó. Cái không mà cái này nói thôi, cái này để đợi sanh thường được, rồi cuối cùng con người ta ra cái gì đâu có đề được con, cái gì rồi thường mà cái gì mà đến tuổi mà để người ta nhờ sanh đẻ, qua thường là đến tuổi nó hết đẻ được rồi để mình đề cho người ta đúng không. Như vậy thì những cái cuốn rốn cắm màng mà nhất là nó ở bờ dưới gần lộ tử cung thì mình hết sức đề phòng cái trường hợp là nó bị cái vasa previa. Bây giờ mình nói đến cái xong cái này rồi. Bây giờ mình nói về cái đánh giá thay đôi. Thay đôi thì nó ứng dụng vào một số cái. Trong cái thay đôi thì nó có hai cái mà rất là nguy hiểm, tức là cái hội chứng truyền máu thai thai và cái dị tật thai đôi dưới tim.
truyền mẫu thai thai nó là gì? À, cái gì thấy rằng là cái này nó gọi là twin twin transfusion, tức là hai cái thai nó truyền máu cho nhau. Thì người ta gặp nhiều ở cái thai đôi, một màng đệm và hai màng ối, thì nó là một cái sự thông nối giữa động tĩnh mạch. Tại vì thực ra thì có người thắc mắc là tại sao, thì cái này tôi cũng có một lần thắc mắc với cái ông ngoại quốc rồi, tại sao một màng đệm một màng ối nó không bị mà nó là một màng đệm hai màng ối nó bị, thì cái ông nó cũng không hiểu, lại cũng giải thích được. Nhưng mà bởi vì nguyên tắc á là sao, à, cái màng đệm là nó hình thành cái bánh nhau, đúng không? Thì nếu á, mà thai đôi hai màng đệm, tức là hai cái bánh nhau riêng biệt, thì cái hai cái bánh nhau nó có thể dính nhau, nhưng mà tuần hoàn hai cái bánh nhau nó không có thông thường với nhau. Thành ra là thai đôi hai màng đệm là yên tâm, không có bị biến chứng về truyền máu, đúng không? Nhưng mà thai đôi một màng đệm, tức là một màng đệm rồi nó mới chia ra hai cái cú rốn, thì như vậy là nó là một, mình hình dung nó một cái bánh nhau chung, và cái bánh nhau chung như vậy đó thì nó có thể có cái thông thường mạch máu giữa hai cái cuốn rốn với nhau, và nó đưa đến cái biến chứng. Thì biến chứng đó là gì? Đối với cái truyền máu thai thai, đó là một cái thông nối động tĩnh mạch trong bánh nhau chung. Thì trên lâm sàng nó là một cái hình tương phản, cái thằng thai cho, cái thằng cho thì nó ốm hơn, và cái thằng nhật thì nó rất là mập, về coi nhiều coi nó có nhiều, nó cho thằng hàng xóm ăn hết rồi còn nó nhịn đói hả. Thì đây là cái hình ảnh để nói lên nó, tức là do đây là một cái bánh nhau chung, cho nên rằng là cái tĩnh mạch này nó thông nối với động mạch này hả? Của hai cuốn rốn, tĩnh mạch nó thông nối với động mạch hả? Và như vậy là đây là một cái thông nối động tĩnh mạch để nó đưa đến cái hình ảnh đối lập đó. Giải thích làm sao? Thì đây là cái hình ảnh để giải thích nó. Thì cái thằng này thằng cho, cái thằng bên này thằng nhật, đây là cái bánh nhau chung. Thì cái người ta vẽ cái ống mà có màu xám, đây là cái tĩnh mạch rốt, và cái ống mà có màu sáng, đây là động mạch rốt. Và như vậy là trong trường hợp này là cái thằng thai cho là cái động mạch của nó thông nối với cái tĩnh mạch rốt thằng thai nhật. Đó. Thì như vậy là gì? Như vậy là thằng nhật này đó là nó, cái tĩnh mạch rốn này được nuôi bởi cái bánh nhau ở một phần. Rồi bây giờ là nó cộng thêm máu của cái thằng thai cho này, nó bơm qua cái động mạch rốn, nó nối qua cái tĩnh mạch rốn thằng thai nhật. Thì thằng thai nhật nhật máu gấp hơn một, đúng không? Và như vậy là thằng thai nhật nó càng ngày càng mập ra. Không. Khởi đầu thì hai thằng nó như nhau, nhưng mà rồi ấy, thì thằng thai nhật nó sẽ lớn hơn, nước ối nó dư, trong khi thằng thai cho nó ốm lại và nó thiếu ối. Về cuối thai kỳ ấy, thì cái chênh lệch nó càng dữ, cái thằng này càng lớn càng ra ối và phụ thai rồi, trong khi đó cái thằng thai nhật thì nó gần giống như nó dính vào cái thành tử cung luôn. Đó là hình ảnh đối lập giữa cái thằng thai cho thai nhật. Rồi trên siêu âm mình thấy là cái gì? Thứ nhất là cuốn rốn mình nhìn trên bình thường á, là hai cái thằng nó khác biệt nhau. Cái thằng cho là cuốn rốn nó ấm, ở thằng nhật nó mập cả người nó, mà ngập mập cả cuốn rốn luôn. Rồi mình khảo sát thì nó sẽ bất thường ở cái cuốn rốn thai cho, thì cái đợt một mạch rốn thai cho nó vắng hoặc là đảo ngược cái bộ cuối tâm trương. Cái gì đấy là cuối tâm trương nó bằng không đầu mạch rốn. Và cái thứ hai là tĩnh mạch rốn nó có thể bị đập. Thì đây là một trường hợp mà tĩnh mạch rốn thì chưa có đập, cái dòng cuối tâm trương nó bằng không. Đây là phổ động mạch rốn của cái thằng cho, và đây là phổ động mạch rốn thằng nhật. Thì phổ động mạch rốn thằng nhật bình thường, trong khi đó phổ động mạch rốn thằng cho là bất thường. Rồi một cái trường hợp khác thì đây là phổ động mạch rốn bình thường của thằng nhật, và đây là phổ động mạch rốn bất thường của thằng cho. Cái này thì cái dòng cuối tâm trương thấp hơn cái này, và quan trọng này mình thấy được cái tĩnh mạch rốn nó đập. Thì đây là cái hình ảnh bất thường ở cái thằng thai cho, trong cái đó cái thằng thai nhật nó bình thường, cái phổ động mạch. Rồi
Như vậy là cái truyền máu thai thai là các chị phải hiểu cơ chế của nó. Đó là một cái động mạch rốn thai cho thông nối với tĩnh mạch rốn thai nhờ. Còn cái thai đôi thiếu tim thì nó theo một cơ chế khác hoàn toàn. Cái này còn gọi là cái tình trạng đảo ngược động mạch thai đôi. À, thì đó là một cái thông nối động mạch và tĩnh mạch, tức là nó khác hẳn cái trên. Cái trước là động tĩnh mạch, còn cái này là thông nối động mạch và tĩnh mạch. Rồi đấy là gì? Cái gì thấy đây là cái bánh nhau chung, và cái tĩnh mạch rốn của hai thai nó thông nối với nhau, cái động mạch rốn hai thai thông nối với nhau. Rồi bây giờ nó thông nối kiểu này thì cái gì sẽ thấy ra cái hậu quả nó là gì? Cái thằng này nó giống như hai thằng nó kéo co với nhau, sẽ có một đứa mạnh, đứa yếu, thấy không? Thì trong trường hợp này cái đứa mạnh đó, nó gọi là thai bơm, thì tim nó mạnh mẽ hơn, người nó khỏe hơn, thì là gì? Nó sẽ bơm máu từ cái động mạch rốn của nó nè, qua cái vốn rốn, nó bơm qua cái thằng thai thiếu tim, và đồng thời ngược lại, cái nó nhận cái máu tĩnh mạch rốn từ thằng thai thiếu tim qua nó. Như vậy các anh chị để ý cái dòng tuần hai, cái tuần hoàn của hai đứa này nó nghịch nhau. Bình thường á là cái dòng tuần hoàn của tĩnh mạch rốn của thằng thai bơm là bình thường này. Tức là tĩnh mạch rốn là nó máu phải chạy từ ngoài cơ thể nó đi vô cơ thể, và động mạch rốn từ trong cơ thể chạy ra, đúng không? Còn cái thằng thai thiếu tim á thì nó ngược lại, tức là động mạch rốn nó chạy từ ngoài, nó chạy vô cơ thể, và tĩnh mạch rốn nó chạy ngược lại. Điều đó nó đưa đến cái gì? Như vậy là cái thằng này á nó gần như không được nuôi dưỡng, là bởi vì rõ ràng một cái thai muốn được nuôi dưỡng thì cái nguồn máu cung cấp máu chính là cái tĩnh mạch rốn, đúng không? Trong trường hợp này là tĩnh mạch rốn nó lại chạy ngược ra, thì như vậy là cái thằng thai thiếu tim này chủ yếu được nuôi dưỡng bằng cái động mạch rốn, đúng không? Mà cái động mạch rốn là rõ ràng là cơm thừa canh cặn chứ đâu phải là cơm ngon bổ rẻ gì đâu, đúng không? Cái thằng này nó ăn hết rồi, nó ì ra rồi chứ không qua thằng này nuốt. Cái gì thấy chưa? Và như vậy là cái thằng thai thiếu tim này nó chỉ được nuôi dưỡng bằng cái cơm thừa canh cặn của thằng này ở cái nửa dưới cơ thể thôi, lên trên này là không còn gì nuôi dưỡng hết rồi. Cho nên là cái thằng thai thiếu tim này nó chỉ phát triển nửa dưới cơ thể thôi, còn nửa trên nó không phát triển. Thấy chưa? Thành ra nó giống như một cái con người mà mình chặt ngang cái người đó, chỉ có nửa dưới thôi, thấy không? Đó. Thành ra là khi sinh ra là gì? Đó. Đây là một cái thằng thai thiếu tim. Nó phản đúng nửa người, có nửa người dưới nó phát triển qua nửa người trên không có. Lý do là như vậy. Thấy chưa? Rồi. Như vậy thì từ đó mình chẩn đoán rất là dễ, cái gì thấy không? Như vậy là tuần hoàn nó đảo ngược tuần hoàn thôi, tức là cái thằng là mình nếu mà làm cái đốt đen cuốn rốn á thì cái dòng chảy ở cái cuốn rốn thằng thai bơm này bình thường, nhưng mà cái thằng thai thiếu tim này sẽ bị đảo ngược, rất là dễ, thấy không? Ở đây là cái hình vẽ để minh họa cái cơ chế của nó, tức là tĩnh mạch thông nối với tĩnh mạch và động mạch thông nối với động mạch giữa hai cuốn rốn. À, đây là cái thằng thai bơm rất là nguyên vẹn, và đây là cái thằng thai thiếu tim, nó chỉ có nửa dưới cơ thể nó phát triển thôi. Đó, nó chỉ có nửa dưới thôi, trên là không có cái não luôn, thấy không? Và rõ ràng cái này nó chạy xuống vùng dầu này, rõ ràng đây là cái động mạch rốn, mình coi cái dòng chảy của nó thôi, rõ ràng dựa vào cái thang màu này là cái dòng chảy nó đang từ ngoài nó chạy vô, thấy chưa? Như vậy là đây là cái dòng chảy động mạch rốn nó bị đảo ngược, thì nó là một cái thai thiếu tim. Đây mình để ở ngay chỗ một cái cấu trúc phù nề, thai bất thường phù nề, các anh chị thấy để ngay cái cuốn rốn đây, thấy chưa? Và mình thấy được là đây là cái dòng chảy của động mạch nó đi vô cơ thể, thì đây này mới có cái phù hợp như thế này, đó là một cái thai thiếu tim. Và cái dòng tĩnh mạch thì nó lại ngược lại, nó chạy ngược ra. Đây là của một cái thai nó phù nề rất là dữ, đây là cái bóng tim này, cái phù nề. Vì người ta nói thai thiếu tim nó của vậy là cái này là nó bị phù thai, hay là nghe nói cái dị tật này là nó không có tim thai, nhưng mà xin thưa
là người ta dùng cái từ a cạc giác tuyên, tức là mình dịch ra là thay thiếu tim, nhưng mà vẫn có thể hình thành một cái tim sơ khai, tức là mình vẫn thấy được cái tim sơ khai nó đập, nhưng mà vẫn là cái dị tật đó. Bằng chứng là đây một trường hợp thai, mình thấy được cái bóng tim thai đây, không? Nhưng mà phù này rất là dữ, và mình để cửa sổ vô thì mình thấy cái phổ mạch máu nó bị đảo ngược đó. Thì đây là một cái thai thiếu tim. Dạ. À, bệnh lý tế bào nuôi. Bệnh lý tế bào nuôi các chị học chưa? Chưa luôn. Dạ. Bây giờ các chị biết cái thay chứng toàn phần cái cơ chế tại sao nó sinh ra. Tại sao có thay chứng? Hả? Bình thường á là trứng nó có một chuỗi nhiễm sắc thể, tinh trùng nó có một chuỗi nhiễm sắc thể n cộng n thì bằng 2n. Thay trứng nó là gì? Thay trứng toàn phần, tức là một cái trứng không có mang thông tin nhiễm sắc thể và kết hợp với hai tinh trùng nó nhào vô, thành ra là bộ nhiễm sắc thể của nó vẫn có thể là xx hoặc là xy, nhưng mà cả hai chuỗi nhiễm sắc thể nó từ một gốc từ cha hết, thì lúc đó thành thay trứng. Dạ. Thì cái hình ảnh của nó là những cái bóng nước ở trong lòng tử cung à, và nó sẽ tăng tới máu rất là nhiều, hình thành ra hoàn thể. Nên lòng tử cung nó không có thai mà là những cái bóng nước thôi đó. Và cái chỉ số kháng của nó rất là thấp, và người ta dựa vào cái chỉ số kháng này để đánh giá đáp ứng điều trị à, người ta sau 4 đợt hóa trị liệu, một cái thai trứng mà từ cái chỉ số kháng nó 0.21 sau 4 đợt nó tăng lên 0.59, tức là người ta đánh giá là nó có đáp ứng với trị liệu. Dạ. Thay trứng bán phần là gì? Có toàn phần thì có bán phần. Nó là một cái bộ nhiễm sắc thể tam bộ hoặc là 69XXY 69XXX, tức là nó mấy cái kiểu kết hợp lại. Thì 66% trường hợp là cái chuỗi nhiễm sắc thể thứ ba nó có nguồn gốc từ người cha, tức là bình thường nó một tinh trùng kết hợp với một trứng, nhưng mà 66 trường hợp cái thai trứng bán phần nó hình thành do hai tinh trùng nó nhào vô một trứng, đúng không? Như vậy là lẽ ra là trứng nó chỉ cho một chú vô thôi, đằng này nó cho hai chú vô thì nó sinh ra. Và 24% còn lại là cái tinh trùng nó bất thường, nó 2N, nó nhào vô 1N. 10% còn lại là trứng nó có 2N và tinh trùng nó có 1N, nó nhào vô. Đó. Dù bất kỳ trường hợp nào thì nó là một cái bộ nhiễm sắc thể tam bộ. Và như vậy là hoặc là bất thường ở trứng, hoặc là bất thường ở tinh trùng kết hợp lại. Thì nó hình thành thai nhi và nó luôn có bất thường đa cơ quan đã. Và phần lớn là thai chết của quý 1 hoặc đầu quý 2, hiếm khi sống được quý 3 à. Do vậy cho nên cái hình ảnh của nó thường nhiều khi người ta lầm lẫn giữa cái thai trứng bán phần với cái hư thai kèm hư thai lưu kèm với phù nhau thai. Thì một trong những cái người ta trợ giúp, người ta dùng cái xét nghiệm, người ta thấy cái nồng độ beta HCG nó không cao như trong cái thai trứng bán phần. Hình ảnh thai trứng bán phần là gì? Cái bánh thai nó rất là dài, nhiều nang nhỏ, tăng tới máu. Các anh chị thấy một cái bánh thai, và đây là một cái thai rất là nhỏ ngay cả nang nhỏ. Đó, đây là cái thai, cái bánh nhau. Các anh chị thấy không? Như vậy là đặc trưng của bánh nhau nó rất là bất thường. Cái hình phôi thai nhi sống hoặc là chết à, thì cái gì thấy đây là cái bọc đái, cái gì thấy đây là cái phôi thai và cái bánh nhau. Cái gì thấy nếu mà thấy những hình ảnh này thì coi chừng nó là bất thường của cái nhiễm sắc thể tam bộ. Cái bất thường của thai thì cái gì thấy rằng là một cái thai dày và một cái thai hết sức là bất thường, với cái đầu không bình thường, cái anti nó dày
Đó. Đây là một cái thai bất thường cạnh một cái bánh nhau rất là dài. Đó. Đây là một cái đầu quá bất thường, một cái não bị ống thủy, thì nó là một, nó bất tương xứng giữa đầu và chậu, thì nó là một cái 69 XXY. À, cái nang hoàng thể hầu như luôn luôn có cái gì đâu, tức là những cái nang hình nền đó và kết hợp với cái bất thường ở thai. Rồi chắc có lẽ tôi phải bỏ bớt một số cái chị cũng còn giờ nữa. Rồi tôi sẽ nói một chút về cái này là chỗ. Cái gì đi học 10 giờ đã thấy được cái hình ảnh chưa, hôm nay là chỗ bao giờ chưa thấy ở trên lâm sàng, thấy cái làng thấy chưa, thấy rồi, thấy nó vỡ chưa hay là thấy nó còn hả, thấy nó vỡ hay là thấy nó còn, thấy hình ảnh nó ra sao, cái hình ảnh mà người ta tả cho cái gì là hình ảnh gì hả? Khối hỗn hợp là thai đã vỡ, còn cái thai chưa vỡ thì nó có hình ảnh như thế nào hả? Chưa thấy cái gì nên nhớ nè, mình phải phân biệt một cái thai mà nó vỡ rồi thì nó ra một cái khối hỗn hợp, đồng ý. Và bởi vì những cái bánh nối với nó ở trong ổ bụng, cấu trúc trong ổ bụng nó tụ tập, nó bao bọc lại, nó ra một cái khối hỗn hợp. Còn cái thai là chỗ mà nó chưa vỡ thì bởi vì phần lớn 95% nó nằm ở vòi trứng, cho nên mình cắt ngang qua cái thai đó, mình thấy một cái dấu hiệu rất là đặc biệt, nó gọi là dấu tuberin. Đây là một cái siêu âm qua ngã âm đạo. Các anh chị có thấy được cái thai lạc chỗ không? Thấy không? Nằm chỗ nào? Nằm ở đâu? Bên này sao? Bên này? Đây hả? Đây hả? Đây là bên phải chứ bên trái? Ê, bên phải chứ bên trái? Cái gì lẫn lộn hết? Cái này là cái gì? Cái đó là túi thai giả. Cái gì cũng biết phân biệt về túi thai giả, túi thai thật á hả? Khi mà thai lạc chỗ rất có, rất dễ thấy hình ảnh túi thai giả, đúng không? Thì đây là cái túi thai giả, còn cái túi thai thiệt đây nè, thì cái hình ảnh này nó gọi là tumoring này, tức là cái dấu hiệu bong bóng rất là điển hình. Cái gì cho cái đốt leo vô thì sẽ thấy được một cái vòng lửa bao quanh cái vòng ống đó. Thì đây là cái nặng trên siêu âm đốt leo. Mình thấy được cái phôi thai mà tim thai nó còn đập đây. Thấy chưa? Đây là một cái thai là chỗ vòi trứng chưa có vỡ. Thế nhưng mà cái dấu hiệu vòng lửa này nó không đặc hiệu cho cái thai ngoài. Mà mình thấy được khi mình siêu âm một cái cấu trúc gì của phụ nữ mình gặp nữa. Nang gì? Nang hoàng thể, mình cũng thấy được cái dấu hiệu vòng lửa, thành ra đây không phải là dấu hiệu đặc biệt. Rồi bây giờ tôi sẽ chắc có lẽ là tôi sẽ bỏ cái phần sóng buồng trứng, tôi sẽ cho các anh chị xem một số cái hình ảnh của cái thai ngoài vì nó sẽ cần thiết hơn cho các anh chị. À, với mấy tháng đi học thì để mà thấy được những cái hình ảnh thai ngoài nó cũng không nhiều lắm, bởi vì các anh chị biết là người ta thấy được thai ngoài ở đâu nhiều nhất không, cái thời điểm nào trong ngày các anh chị không? Đêm trực, tại vì những cái đó nó đau bụng đột ngột, người ta vô thì ai trực cũng thấy được, chứ còn trực thì không thấy được, hiếm khi lắm. Tôi sẽ cho các anh chị xem một số cái hình ảnh thai lạc chỗ.
Như vậy tôi nhắc lại, cái này là chỗ là mình phải phân biệt cho được là một cái hay là chỗ nó vỡ hay là nó chưa vỡ, thái độ xử lý nó khác nhau mà. À, đây là một cái hình ảnh rất là hay. Cái đầu tiên mà cái thời mà khi chưa có siêu âm á, thì cái hàng đầu mà đưa người ta ra nghĩa địa là cái thai ngoài tử cung. Thứ hai mới đến những cái bệnh lý khác như viêm tụy cấp, thiếu máu ống tiêu hóa, nhồi máu cơ tim hoặc là cái bệnh mà trụ bụng. Như vậy là cái thời mà chưa có siêu âm như cái thai ngoài tử cung là số 1 gây giết người. Cái này là chỗ nó nằm ở ngoài trứng thì nó nằm ở chỗ nào? 90% trường hợp cái gì thấy rằng là cái ngoài trứng bình thường nó mỏng tanh nè, nhỏ xíu à, thì bây giờ nó bỗng dưng là có một cái thai nó nằm ở trong đó, và nó nằm cũng rất là đặc biệt, nó không phải nằm ngay trong lòng đâu, nó không phải nằm ngay giữa lòng đâu. Cái gì thấy như cái lát cắt dọc ra nè, cái để hình dung này, đây là cái lòng của cái ngoài trứng đây nè. Đó, thì cái thai lạc chỗ nó đào qua một phía này, nó làm tổ y chang như nó nằm trong tử cung vậy đó. Nó nằm trong tử cung, nó cũng đào qua một phía, nó làm tổ, thấy không? Thì cái cách phân biệt giữa cái thai thật và thai giả là thai thật thì nó nằm lệch đường giữa và thai giả thì nằm ngay chính đường giữa. Tôi sẽ cho những cái coi những cái hình và cái gì cần thiết thôi. Đây là hình ảnh của thối thai thật, thấy không? Như vậy thì tối nay thật á, thì đây là cái lòng tử cung nè, và rất là nhiều cái siêu âm chẩn đoán tầm bậy là nói là một cái thai nó bị xuất huyết. Cái thai này nó hoàn toàn bình thường, không có xuất huyết, bình thường, một ít dịch trong lòng tử cung như thế này là bình thường, còn đây là tối thai, hình dung ra chưa? Mà nói mới là tối thai thiệt á, chứ không phải là xuất huyết. Thì rất là nhiều cái đưa đến tôi là chẩn đoán là xuất huyết quanh tối thai, mà cuối cùng tôi nhìn là cái hình như thế này, là cái hình bình thường, không có xuất huyết quanh túi thai. Đây là cái hình vẽ đây nè, đây là cái lòng tử cung và đây là cái túi thai, thì một ít dịch trong lòng tử cung là bình thường, lưu ý nha. Dạ. Dạ, bây giờ tôi cho các vị phân biệt về cái túi thai thiệt và thai giả. Đây là túi thai thiệt nè, mình vừa thấy. Còn đây là túi thai giả nè, tức là cái lòng tử cung này nó ứ dịch. Đây nè, nội mạc tử cung, nội mạc tử cung. Đây là túi thai giả. Hai cái khác nhau, giống nhau nha. Bên là túi thai thật, bên túi thai giả. Dạ. Thế thì bây giờ các chị xem giùm tôi cái này là túi thai thật hay túi thai giả. Đừng có đọc chữ. Túi thai thật, túi thai giả. Hả? Cái gì thấy những cái dịch và máu nó tụ tập ở trong lòng tử cung đó, tạo thành một cái khối giống như cái khối mô thai nhi vậy đó. Nhưng mà không phải, đây là túi thai giả chứ không phải túi thai. Thấy chưa? Đây là túi thai giả đó. Mà đôi khi cái gì thấy rất là sợ. Thấy chưa? Và rất là hay gặp trong thai ngoài. Thấy chưa? Và tôi nhấn mạnh là khi chẩn đoán thai ngoài, cố gắng mình phải có đầu dò âm đạo, còn đầu dò qua bụng nó rất là hạn chế. Rồi, cũng cái trường hợp đó, cái tuberin nó nằm lệch bên, mình vừa thấy như lúc nãy, và luôn luôn coi cái dịch ở bụng. Đừng có quên coi là nó có dịch ở khoang Morrison thôi, bởi vì cái đầu dò âm đạo nó rất là tốt để chẩn đoán cho phụ khoa, nhưng mà nó có một cái nhược điểm là nó không đánh giá được cái lượng máu hấp. Hình dung ra không? À, bởi vì nếu mà mình đặt cái đầu dò ở cái ngách giữa gan và thận phải đó, mà mình thấy nó có máu ở đây nè, chứng tỏ là máu nó tràn trong bộ bụng được vừa cho đến được nhiều rồi. Cái gì hình dung ra không? Đó, và người đó đang trong tình trạng nguy cơ. Còn nếu mà nó chỉ có buồng chậu không thì cái tiên lượng nó nhẹ hơn. Rồi, đây là một trường hợp rất là hay để tôi cho các anh chị xem.
À, đây là một cái trường hợp. Cái túi thai này nó rất là nhỏ, nhưng mà tôi khẳng định với các anh chị đây là túi thai thiệt. Hơi khó phân biệt nhưng mà tôi khẳng định là túi thai thiệt. Như vậy thì có khi là bệnh nhân này vừa có cái túi thai thiệt mà vừa có cái thai ngoại, thấy giống như cái túi vari, đúng không? Thấy không? Có. Có trường hợp đó có chứ không phải không. Nhưng mà các anh chị có nghĩ đây là cái giống như cái hình ảnh vừa rồi không? Giống như cái túi vari mà mình mới thấy không? Cái gì thấy giống không? Nó cũng là một cái vòng rất là dài, đúng không? Để coi lại cái hình ảnh lúc nãy nha, để so với hình ảnh này nha. Để cho lại coi lại cái hình ảnh lúc nãy, để so lại cái hình ảnh lúc nãy. Đây, coi lại. Đây, đây là cái tumorin nha. Đây là cái thai ngoài. Rồi bây giờ mình trở lại cái hình mà mình mới thấy. Đây. Thấy không? Mình cho cái đốt la màu vô, mình thấy nó cũng có tươi máu một vật, nó cũng green, nó phải. Nhưng mà cái này tôi chẩn đoán đây là cái nam ngoại thể. Tại sao biết được nó là nam ngoại thể? Không có dựa vào đốt la màu các anh chị, trắng đen thôi. Cái hồi âm của cái tumoring này nó kém hơn cái hồi âm của cái nội mạc tử cung, thì nó là nam hoàng thể chứ không phải là cái tumoring của cái hàng ngoài. Cái gì chung đâu? Chắc có nhiều người đã nghi ngờ, chắc ông thầy này nói xạo. Vậy cái ca này tôi có theo dõi. Sau đó một vài tuần thì cái thai này nó lớn lên, thì cái hình ảnh này nó vẫn còn. Sau đó cái thai này nó lớn hơn thì cái này nó vẫn còn. Một bệnh nhân các anh chị, đúng không? Vậy thì nó là nam hoàng thể, đúng không? Đúng ngoài thai ngoài, thai ngoài thì giờ nó vỡ mất tiêu rồi. Như vậy thì thứ nhất là mình phải nhìn cho được cái tumorin. Cái thứ hai là cái hồi âm trên trắng đen của nó rất là quan trọng. Cái hồi âm của nó phải tương đương với nội mạc tử cung, chứ còn hồi âm nó kém thì coi chừng nó là nam hoàng thể. Còn trong đốt la màu thì cái cả cái thai ngoài, cả cái nam hoàng thể đều có tưới máu vòng quanh hết. Chú ý điều đó. Rồi. Một trường hợp khác để tôi cho anh chị xem. À, đây là một cái bệnh nhân được đi khám ở một cái bệnh viện chuyên về phụ sản quốc tế. Người ta có một kết quả như thế này. Có luôn một cái beta HCG là 2004, là chắc chắn là có thai rồi, đúng không? Nên chị làm sản biết. À, khi mà nghe tả như này tôi không thích, bởi vì trong siêu âm là tư thế gập chứ không phải tư thế ngã. Tư thế ngã là dùng thực hiện phẫu thôi. À, tả rằng là tử cung không có dịch, cạnh trái tử cung có một khối echo hỗn hợp 15 x 15 cm. Anh chị nào, tôi nói rồi, hỏi. Kết luận là theo dõi GERV là từ tiếng Pháp, TD là từ tiếng Việt, mình phải dịch hết chứ, phải dịch hết. Và theo dõi thai ngoài, T là bên tiếng Việt, theo dõi thai ngoài bên trái chưa vỡ, chẩn đoán phân biệt với nhân sơ tử cung dưới thanh mạc. Chẩn đoán này có gì không? Nghe tả nha, cạnh trái tử cung có một khối echo hỗn hợp, kết luận nó là một cái thai ngoài. Thai ngoài theo dõi thai ngoài bên trái chưa vỡ, không có chuyện đó. Tức là cái người làm siêu âm này không hiểu gì về cái siêu âm thai ngoại, đúng không? Tôi nói vậy đâu có sai, đúng không? Đúng không? Tôi chưa vỡ là mày thấy cái tumoring với sao thấy được cái khối hỗn hợp nó vỡ mẹ nó rồi còn đâu nữa, đúng không? Khi mà
bệnh nhân đến chỗ tôi khám, tôi đọc cái này tôi cười, tôi nói trời ơi, chịu hết nổi rồi. Tôi làm, tôi coi thấy gì không? Tôi làm thì thấy cái lòng tử cung trống trơn à, thấy gì hết. Buồng trứng bên phải cũng bình thường, buồng trứng bên trái cũng bình thường. Tôi nói hiện tại tôi chưa thấy gì hết. Một hai hôm sau quay lại. Vài hôm sau quay lại thì beta HCG từ 2004 nó lên đến 6000. Tôi coi lại thì lòng tử cung vẫn là dịch ở trong lòng tử cung nó mất hai, nhưng mà những cái động mạch quanh được, những cái động mạch còn xoắn trong cơ nó tăng cái máu rất là nhiều. Và bây giờ tôi để ý kỹ lại một lần nữa coi ngay cạnh tử cung có gì không. Đây là cái buồng trứng ở bên trái, cũng chưa thấy gì lạ. Chỉnh đầu tròn chút nữa, thấy chưa? Bây giờ thấy rồi đó. Đây này, thấy cái tuberin chưa? Đó, đó đó.